theo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng quy định từ tháng 4 năm 2022 và bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử. Sau gần 1 năm rưỡi thực hiện, cơ bản các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đã chấp hành đầy đủ về hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thì hiện nay trên địa bàn tỉnh, số cửa hàng đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng là 61 trên 234 cửa hàng, chiếm 26%. Cơ quan thuế nhận thấy là bên cạnh việc mà người nộp thuế gặp cái khó khăn trong cái việc mà chi phí sử dụng hóa đơn điện tử thì cũng còn đâu đó một số cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa tuân thủ nghiêm theo quy định của pháp luật. Và tuy nhiên thì cũng để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cái cơ quan kinh doanh xăng dầu thì cơ quan thuế cũng đã chủ động làm việc với các cái nhà giải pháp cung cấp trên địa bàn tỉnh cũng như là cả nước để làm sao là có những cái chính sách hỗ trợ là phục vụ kịp thời đến các cái đơn vị kinh doanh xăng dầu. Tại công điện mới đây, Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan liên quan khác tăng cường thanh tra, kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đảm bảo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện. Do đó, ngành thuế đã liên hệ, đề nghị các nhà cung cấp tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu doanh nghiệp muốn thực hiện được thì phải mua được phần mềm của Petronimax và kết tích hợp với hóa đơn điện tử trong đó. Thì cái việc xuất hóa đơn đối với người tiêu dùng thì rất dễ dàng. Thì trong thời gian qua thì doanh nghiệp VNPT Lâm Đồng hết sức là nỗ lực cùng với các cơ quan chức năng để làm thế nào để thực hiện đúng cái quy định 123 của chính phủ. Làm sao để xuất hóa đơn thì chúng tôi đã có xây dựng nhiều giải pháp, thì trong đó có giải pháp là xuất theo bốt hoặc là kết hợp với máy tính tiền để xuất hóa đơn điện tử. Tuy nhiên thì cái giải pháp này thì cũng gặp nhiều khó khăn, đó là cái quy định của các cơ quan pháp luật như là phòng chống cháy nổ, dùng cái thiết bị điện tử ở nơi xăng dầu, rồi cái nhiều cái phương án khác để làm sao cho nó đảm bảo cái an toàn. Thì trong thời gian tới thì đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cũng kiến nghị cơ quan chức năng để làm sao để quy định cùng với cái nghị định 123 đấy để mà quy định cái xuất hóa đơn đối với cây xăng bán lẻ khác ngoài Petro để làm sao đảm bảo cái việc an toàn đối với cây xăng. Bên cạnh đó thì tôi khuyến nghị đối với cây xăng bán lẻ thì nên đầu tư cái phần mềm để tích hợp với hóa đơn điện tử để làm sao đảm bảo được cái quy định của nghị định 123. Đa số các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa sẵn sàng phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán là do hiện nay đa số mọi người sử dụng xe là cá nhân nên không có nhu cầu về hóa đơn và ngại đầu tư, phát sinh chi phí. Giải pháp công nghệ với chi phí hợp lý sẽ gỡ khó giúp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở thời điểm này. Để cho giúp cho doanh nghiệp có cái giải pháp triển khai hóa đơn điện tử trên từng lần bán hàng thì công ty Softim chúng tôi cung cấp 3 giải pháp. Giải pháp đầu tiên là các cái hệ thống quản lý xăng dầu chuyên dụng kết nối với hóa đơn điện tử. Ví dụ như các hệ thống quản lý xăng dầu chuyên dụng như là iGas hoặc là SmartGas hoặc là eGas, và cứ mỗi lần một lần mỗi một lần bán hàng thì dữ liệu cần xuất hóa đơn sẽ đổ sang hệ thống hóa đơn điện tử Easy Invoice của chúng tôi và sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng. Đối với giải pháp số 2 của chúng tôi là giải pháp dùng phần mềm quản lý bán xăng dầu. Thế thì khách hàng hoàn toàn có thể dùng cái thiết bị là các cái máy pot mà chúng ta cầm tay hoặc là chúng ta đeo vào người hoặc là chúng ta đeo vào chúng ta gắn ở trên các cái cây xăng, để mỗi một lần chúng ta bán xăng dầu thì chúng ta nhập dữ liệu một cách nhanh chóng ở trên cái cây đấy và nó xuất ra dữ liệu hóa đơn cho khách hàng. Và giải pháp số 3 là giải pháp dùng camera thông minh. Camera thông minh này thì nó sẽ đọc cái bảng số ở trên các cái cây xăng và đọc trên bảng số, và mỗi một lần nhảy số thì nó sẽ mỗi lần kết thúc nhảy số thì nó sẽ xuất ra cái dữ liệu bán xăng dầu và nó kết nối với hệ thống hóa đơn điện tử Easy Invoice của chúng tôi. Việc áp dụng hóa đơn điện tử trên từng lần bán xăng dầu sẽ giúp tăng cường kiểm soát phát hành hóa đơn cũng như quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận trong kinh doanh xăng dầu và đảm bảo công bằng cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính.